Hồ Chí Minh cho biết tình hình các ca nhiễm tay chân miệng, TKM và sở tiếp tục gia tăng. Ngày 8 tháng 10, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố. Cụ thể, từ ngày 28 tháng 9 4 phần 10 có 397 ca bệnh TKM nhập viện, tăng 34% so với trung bình 4 tuần trước, 297 ca. Trong khi đó, cùng với thời gian trên số ca bệnh sởi là 25 ca, tăng 10% so với 4 tuần trước, 23 ca. Tính từ đầu năm đến nay là 143 ca phải nhập viện. Theo các chuyên gia, tháng 8, tháng 9 hàng năm là thời điểm gia tăng số ca TKM theo mùa. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong mùa dịch bệnh năm nay đã bắt đầu thấy sự xuất hiện trở lại của chủng virus Enterovirus 71, chủng virus đã gây ra dịch TKM lớn trên cả nước năm 2011. Năm 2011 tay chân miệng đã gây ra dịch lớn trên cả nước với hơn 150 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến giữa năm 2018 thì có khuynh hướng giảm. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2018 thì có xu hướng tăng trở lại. Về tình hình bệnh sởi, theo giám sát của Tiết Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh, số ca sởi được báo cáo tăng nhanh từ tuần 36-38, với mỗi tuần có khoảng 15-20 ca bệnh trên toàn thành phố. Đến tuần thứ 39 thì số ca sởi là 33 ca, tăng 10 ca so với tuần trước đó. Đến tuần 40 có dấu hiệu giảm so với tuần 39 và cao hơn 4 tuần trước đó. Tuy nhiên, so với năm 2017 thì bệnh sởi tăng 143 ca. Các quận có nhiều ca bệnh sởi nhất hiện nay là quận Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, quận 7 và 9,